ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện để chữa bệnh. Do vấn đề về sức khỏe, ông Phan Văn Vĩnh được cho nhập viện để điều trị. Công tác điều trị tại bệnh viện được giám sát, theo dõi khá chặt chẽ. Trưa ngày 15 tháng 10, một nguồn tin cho biết, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, một trong số các bị can trong vụ án đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ tại Phú Thọ, đang phải nằm viện điều trị. Việc điều trị được giám sát chặt chẽ. Theo nguồn tin này, ông Vĩnh bị bệnh tim mạch và bệnh vẩy nến, đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nguồn tin này cho biết thêm, xét tình trạng sức khỏe, ban chuyên án đã thống nhất đưa ông Vĩnh ra ngoài điều trị để đảm bảo. Được biết, ông Vĩnh bắt đầu điều trị được khoảng một tuần nay, liên quan đến vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ tại Phú Thọ. Dự kiến vào giữa tháng 11 năm 2018 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm. Ngoài ông Vĩnh, tình trạng sức khỏe của các bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50, Bộ Công an, không có gì bất thường. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo khoản 2, điều 356, Bộ Luật Hình sự, 2015, với khung hình phạt, từ 5 đến 10 năm tù. 90 người còn lại trong vụ án liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng, bị truy tố về các tội, tổ chức đánh bạc, sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ. Trong đó, hai chủ mưu đường dây đánh bạc ngàn tỷ, gồm Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam, cựu chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online, bị truy tố về hai tội, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Hai chủ mưu Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam bị truy tố về các tội, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội, tổ chức đánh bạc, sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, và rửa tiền. Giúp cựu bí thư mua đất giá rẻ, giám đốc văn phòng quản lý đất bị bắt. Ông Lê Hoài Linh, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, được cho là đã giúp sức cho cựu bí thư thị xã Bến Cát mua đất giá bèo. Bắt giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát. Ngày 12 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giam ông Lê Hoài Linh, 37 tuổi, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, ngay tại trụ sở phòng tài nguyên và môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương. Cơ quan điều tra cũng đồng thời thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Linh và khám xét văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát. Theo thông tin ban đầu, ông Linh bị bắt do liên quan đến vụ án cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, 51 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ông Linh được cho là đã giúp sức cho ông Khanh mua hơn 20 hectare đất và tài sản trên đất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ An Tây, thị xã Bến Cát, với giá rất rẻ. 4 học sinh thương vong vì đứt dây điện trước cổng trường. Cơn mưa đầu giờ chiều nay, ngày 13 tháng 10, đã gây ra sự cố, làm đứt đường dây diện trung thế, đi ngang trước cổng trường, đúng vào lúc học sinh tan trường. Hai nạn thương tâm đã xảy ra, hai học sinh bị điện giật chết tại chỗ, hai học sinh khác bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chuyện xảy ra ở tỉnh Long An. Giám đốc Sở Công Thương Long An, ông Lê Minh Đức, xác nhận, vào lúc hơn 15 giờ, ngày 13 tháng 10, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Trước cổng trường trung học cơ sở An Lục Long, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo đó, đường dây điện trung thế đi ngang trước cổng trường đã bị sự cố, dây điện rơi xuống đất, đúng vào lúc học sinh tan trường. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, có hai học sinh đã bị điện giật, chết tại chỗ, hai học sinh khác bị điện giật, gây chấn thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa, huyện Châu Thành, sau đó chuyển đi Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Long An. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi xảy ra tai nạn, tại địa bàn xã An Lục Long, có cơn mưa lớn. Sau khi cơn mưa dứt, học sinh mới rời khỏi trường về nhà và đã xảy ra tai nạn thương tâm. Các cơ quan chức năng, huyện Châu Thành, đã kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn. Tổng bí thư làm chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm nhất thể hóa.
Nội dung trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh làm rõ thêm việc Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, Hà Nội diễn ra vào ngày 8 tháng 10. Ngày 8 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, các vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri như quy định về trách nhiệm nêu gương và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đảng viên, Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước đã được Tổng Bí thư giải đáp cụ thể tại cuộc tiếp xúc cử tri. Lấy tín nhiệm trong đảng là cách giám sát rất mới. Tại các cuộc tiếp xúc, đa số cử tri hoan nghênh đánh giá cao việc Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, nêu rõ chính nội dung cần nêu gương, chính nội dung cần nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, đảng và đảng viên, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Cử tri mong rằng mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương sáng về mọi mặt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để nhân dân tin yêu, mến phục. Về vấn đề này, Tổng Bí thư chỉ rõ lần này Ban chấp hành Trung ương thống nhất về việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương. Tất cả các cán bộ đảng viên đều phải làm, nhưng trước hết là các ông lãnh đạo cao nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, gần 200 ông Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Đảng đã có nhiều quy định, quy chế, 19 điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái, mọi người đều phải chống. Bác Hồ đã nói, một tấm gương sống bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Tất cả cán bộ đảng viên đều phải thực hiện, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, trước hết là người đứng đầu. Cách đây 2 năm, Bộ Chính trị ban hành quy định về việc này rồi. Lần này nâng lên Ban chấp hành Trung ương ban hành vị trí lớn hơn, thẩm quyền cao hơn, tính chất quan trọng hơn nhiều. Đối với các đồng chí ủy viên Trung ương nêu gương thực hiện các điều đã có, nếu không gương mẫu làm cán bộ làm gì? Mỗi cán bộ đảng viên đều phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải làm công bộc của dân, gánh vác công việc chung cho dân, không được đè đầu cởi cổ nhân dân. Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Mọi cán bộ đảng viên đều phải thực hiện những quy định đã có, nhưng lần này nhấn mạnh trách nhiệm gần 200 đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng phải gương mẫu làm trước. Trung ương đã thảo luận và thống nhất rất cao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng ta quy định thẳng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải gương mẫu, từng đồng chí phải soi vào làm gương để cho người khác làm theo. Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 là kỳ họp cuối năm nên có rất nhiều việc. Ngoài việc chất vấn, trả lời chất vấn thì còn vấn đề lớn là đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, công tác quản lý, lãnh đạo điều hành, ngoài ra còn lấy phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu. Trên cơ sở phiếu tín nhiệm của Quốc hội cuối năm nay, Trung ương đảng họp và lấy nhiều tín nhiệm trong đảng. Đây là cách giám sát rất mới, là dịp để nhắc nhở, động viên và cũng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với tất cả các cán bộ, kể cả bên đảng, nhà nước, chính phủ, hệ thống chính trị nói chung, Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm nhất thể hóa. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phấn khởi trước những thành công của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 vừa qua. Các nội dung được bàn thảo tại hội nghị đều mang tính thời sự rộng đại đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đối với công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp sắp tới, đó là lòng dân ý đảng đồng thuận. Cử tri Nguyễn Hồng Toán cho rằng đề xuất này của Trung ương khiến cử tri và nhân dân rất phấn khởi bởi đây là vấn đề quan trọng phù hợp với hiến pháp, đáp ứng mong mỏi của toàn dân, cử tri cả nước. Theo ông Toán, Tổng Bí thư là người mang đầy đủ các yếu tố, sâu sắc, rất khoa học và rất văn hóa. Đồng chí là người cả cuộc đời cống hiến cho đảng, nhân dân, là người khiêm nhường, rất mực trong sạch, luôn làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng rất gần gũi với nhân dân. Đồng chí là người xuất sắc về lý luận cách mạng, luôn gắn với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa ra đường lối đối nội, đối ngoại, chính sách quốc gia.
Hơn nữa, trong những năm qua, Tổng Bí thư đã đưa ra nhiều đường lối, nghị quyết, chủ trương trong công cuộc xây dựng đảng, làm cho đảng trong sạch, vững mạnh, đã dấy lên công cuộc phòng chống tham nhũng và làm rất quyết liệt. Tổng Bí thư được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là hoàn toàn xứng đáng, cử tri rất phấn khởi, ông Doãn bày tỏ. Đáp lại sự tin tưởng, đồng tình rất cao của cử tri đối với việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, người đứng đầu đảng ta chia sẻ, ông cảm ơn các cử tri đã ủng hộ, tán thành với đề xuất của Trung ương. Theo Tổng Bí thư, trước đây Bác Hồ đồng thời làm Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước, sau đó tách ra, bây giờ là tình huống, vừa rồi không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần rất đột ngột. Mặc dù bệnh hiểm nghèo, các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước đã hết lòng cứu chữa, nhưng không qua khỏi, bây giờ khuyết chức danh này phải có người làm ngay. Không nên nói Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì như vậy, nhưng không đúng nghĩa, đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, nói kiêm thì vai nào chính, vai nào phụ, cũng không nên nói nhất thể hóa, mà là bầu ông này để làm hai việc này. Việc này tất cả Trung ương đồng ý và bước đầu dư luận trong nước quốc tế cũng đồng tình, ủng hộ, cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn, còn tùy thuộc vào kết quả Quốc hội bầu, Tổng Bí thư cho biết thêm.